Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em thân mến, ở thế kỷ 21 này, thế giới đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Từ một đất nước đói kém và lạc hậu ngày nào, giờ đây họ chỉ còn đứng sau Mỹ trong các lĩnh vực về kinh tế, quân sự. Trong quan hệ với Việt Nam hiện nay, Trung Quốc mặc dù tỏ vẻ thân thiện trên mặt trận ngoại giao, nhưng trên Biển Đông, nước này liên tục thách thức chủ quyền và lợi ích dân tộc Việt Nam bằng cách đưa các tàu hải cảnh ngang nhiên xâm phạm vào vùng đặc quyền của nước ta. Đã có những thời điểm căng thẳng giữa hai quốc gia lên cao trào, đến nỗi nhiều người Việt Nam đã rất lo sợ rằng sẽ xảy thêm một cuộc chiến tranh nữa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam như là một cuộc chiến tranh biên giới lần hai, liệu chúng ta có cơ hội nào để đối mặt và thắng được họ hay không? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Trước khi bàn đến câu hỏi chính, hãy cùng tìm hiểu xem liệu có khả năng Trung Quốc sẽ phát động một cuộc chiến quân sự với Việt Nam trong tương lai hay không. Trên thực tế, khả năng này là hoàn toàn có thể. Như chúng ta đều biết, Trung Quốc hiện nay là một siêu cường với kinh tế và quân sự hàng đầu thế giới. Việc Trung Quốc ngày càng nâng cấp quân đội đang chứng minh cho tham vọng toàn cầu của họ. Dân tộc Trung Hoa không thể chỉ co cụm mãi sức mạnh của mình tại vùng biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan. Con rồng Trung Quốc phải được tháo xích và tiến đến mục tiêu trở thành kẻ thống trị thế giới, hoặc ít nhất trong tương lai gần là trở thành đối trọng thực sự với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện tại, không cần phải bàn cãi, là siêu cường quân sự số 1 thế giới. Họ đã duy trì một lực lượng căn cứ quân sự khổng lồ trên toàn cầu. Mạng lưới căn cứ này giúp cho nước Mỹ có thể ngay lập tức hành động nhắm vào bất kỳ quốc gia nào họ muốn. Đương nhiên, Trung Quốc cũng hiểu điều này, và để cạnh tranh với Hoa Kỳ, Trung Quốc buộc phải mở rộng hệ thống các căn cứ quân sự của mình. Tuy nhiên, vật cản lớn nhất để Trung Quốc vươn ra biển lớn hiện nay là việc Đài Loan đã được Mỹ xây dựng như một nút chặn quan trọng giữa Trung Quốc và việc mở rộng tầm ảnh hưởng của họ. Nếu Trung Quốc quyết định phát động một cuộc chiến để mở rộng lãnh thổ ra biển, chắc chắn Đài Loan sẽ là một trong những mục tiêu đầu tiên. Ngoài Đài Loan ra, Mỹ còn có các đồng minh khác tại châu Á như Nhật, Hàn, Philippines. Nhìn trên bản đồ, chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc đang bị bao vây bởi một loạt các quốc gia là đồng minh của Mỹ. Điều này không chỉ giữ cho tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh bị kiềm chế, mà còn hạn chế sức mạnh của Hải quân Trung Quốc đáng kể. Trước tình hình bị Mỹ bao vây, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào Trung Quốc có thể mở rộng tầm ảnh hưởng mà không phải phát động một cuộc chiến với Đài Loan cũng như các đồng minh của Mỹ tại Thái Bình Dương. Câu trả lời đó chính là tiến xuống Biển Đông, một vùng biển mà Việt Nam đang chủ yếu kiểm soát. Đất nước này không phải là đồng minh của Mỹ, vì vậy Mỹ sẽ không tài trợ vũ khí hay đứng về phía Việt Nam. Điều này giảm nguy cơ cho quân đội Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam duy trì chính sách quốc phòng 4-0. Chính sách này giữ cho Việt Nam ở tư thế trung lập, đứng ngoài mọi cuộc xung đột. Tuy nhiên, khi chiến tranh đến nhà, Việt Nam sẽ không có đồng minh nào giúp đỡ. Do đó, dù Mỹ và Nga có thân thiết đến đâu, họ vẫn không hỗ trợ Việt Nam khi xung đột nổ ra với Trung Quốc. Cần nhớ rằng quân đội Trung Quốc hiện nay đã không còn như những năm 79. Họ mạnh mẽ hơn và chiến thuật của họ đã được hiện đại hóa rất nhiều. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế IESS, trong suốt hơn 3 thập kỷ, Trung Quốc liên tục tăng ngân sách quốc phòng. Quân đội Trung Quốc hiện có hơn 2 triệu quân nhân thường trực, trở thành lực lượng vũ trang đông đảo nhất thế giới. Hải quân Trung Quốc sở hữu đội tàu đông đảo nhất thế giới với hơn 500 chiếc. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó là các tàu chiến cỡ nhỏ, bao gồm 3 tàu sân bay trực thăng, 8 tàu vận tải đổ bộ, hơn 60 tàu đổ bộ hạng trung, 51 khu trục hạm, 49 tàu hộ vệ, 70 tàu hộ vệ hạng nhẹ, 109 tàu tên lửa và 79 tàu ngầm. Lực lượng chủ yếu của Hải quân Trung Quốc gồm 3 tàu sân bay, trong đó có 2 chiếc đã được biên chế và 1 chiếc đang hoàn thiện. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh trong báo cáo thường niên công bố vào tháng 11 năm 2022 rằng Hải quân Trung Quốc đang trở thành một lực lượng ngày càng hiện đại và linh hoạt. Họ đang tập trung vào việc thay thế các khí tài thế hệ trước vốn đã lạc hậu bằng những khí tài lớn hơn, đa năng và hiện đại hơn. Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng đánh giá rằng Bắc Kinh sở hữu lực lượng không quân lớn nhất châu Á và thứ ba trên thế giới. Không quân và Hải quân Trung Quốc có khoảng 2.800 phi cơ, bao gồm nhiều loại máy bay không người lái UAV và máy bay huấn luyện khoảng 2.250 chiếc. Trong số này có 1.800 chiếc là máy bay tiêm kích. Đánh giá cho thấy không quân Trung Quốc đang chuyển dần hình thái tác chiến từ việc bảo vệ không phận sang chiến thuật phòng thủ kết hợp với tiến công. Xây dựng lực lượng có khả năng triển khai sức mạnh tầm xa để thu hẹp khoảng cách với phương Tây. Bộ Quốc phòng Mỹ trong năm ngoái cũng thừa nhận rằng không quân Trung Quốc đã và đang nhanh chóng bắt kịp với phương Tây. Viện nghiên cứu ISS
đánh giá về tốc độ xuất xưởng của máy bay tiêm kích đa năng J-16 và máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc đã tăng gấp đôi trong vòng 3 năm qua. Ngoài việc cải thiện sức mạnh quân đội, Trung Quốc còn có một căn cứ quân sự ở nước ngoài tại Djibouti, có nhiệm vụ duy trì lực lượng bảo vệ tàu hàng khỏi cướp biển ở khu vực sừng châu Phi. Nước này cũng tham gia vào việc hiện đại hóa căn cứ hải quân Krim ở Campuchia, hòng gia tăng sự hiện diện tại khu vực Vịnh Thái Lan. Trung Quốc cũng là một trong 4 nước sở hữu bộ 3 hạt nhân hoàn thiện, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay mang vũ khí hạt nhân. 3 nước còn lại trong nhóm này là Mỹ, Nga và Ấn Độ. Sự duy trì của bộ 3 hạt nhân giúp hạn chế nguy cơ lực lượng chiến lược bị xóa sổ trong các đòn tấn công và đảm bảo khả năng tấn công đáp trả hạt nhân đến các quốc gia thù địch. Theo nghiên cứu của Hòa bình Stockholm, ước tính rằng Trung Quốc sở hữu khoảng 350 đầu đạn hạt nhân so với 60 của Ấn Độ và 5.428 của Mỹ và 1.977 của Nga. Lầu Năm Góc cảnh báo rằng Trung Quốc có thể mở rộng kho dự trữ vũ khí hạt nhân lên khoảng 1.500 đầu đạn trước năm 2035. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng áp dụng học thuyết răn đe tối thiểu, nghĩa là chỉ duy trì số đầu đạn ít nhất để đảm bảo khả năng đáp trả một cuộc tấn công. Họ cũng là cường quốc hạt nhân duy nhất áp dụng chính sách không khai hỏa trước với vũ khí hạt nhân. Quân đội Trung Quốc cũng đã tiến hành hai lần thử đầu đạn siêu vượt âm vào tháng 7 đến tháng 8 năm 2021, khiến quân đội và tình báo Mỹ sửng sốt. Tổng thống Biden và nhiều quan chức chính phủ Mỹ đã bày tỏ lo ngại với tiến độ phát triển vũ khí siêu vượt âm của Trung Quốc. Giới quan sát đánh giá rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng trong năm 2023 để hiện đại hóa lực lượng quân đội của họ. Trong năm 2024, lực lượng quân đội Trung Quốc dự kiến sẽ trở nên càng đáng gờm hơn. Đối diện với tình hình này, Việt Nam mặc dù được đánh giá là một trong những quốc gia có trình độ quân sự thuộc top đầu ở Đông Nam Á, nhưng khi đặt cạnh Trung Quốc, quy mô của chúng ta lại trở nên quá nhỏ bé. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không dễ dàng đánh bại Việt Nam. Ngay từ những năm 79, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nhận định rằng mặc dù Trung Quốc có một quân đội 3 triệu người, nhưng họ phải để lại một nửa trên biên giới với Liên Xô để đối phó với họ. Điều này có nghĩa là nếu họ tập trung 1 hoặc 2 triệu quân, chúng ta không cần lo sợ. Chúng ta biết cách chiến đấu, 1 triệu quân không thể xâm nhập được vào tất cả các huyện, các thị trấn của Việt Nam. Đây không chỉ là một thế mạnh về địa lý, mà còn là sức mạnh của chiến tranh nhân dân. Nếu bị Trung Quốc xâm lược trên bộ, nhất định 100% người dân Việt Nam sẽ đánh trả không cho Trung Quốc tiến sâu vào. Mỗi huyện sẽ là một công sự, mỗi tỉnh sẽ là một pháo đài. Người Việt Nam có câu, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Và rõ ràng Trung Quốc thừa hiểu điều đó đáng sợ đến mức nào. Trung Quốc mặc dù có quân đội đông đảo, nhưng họ không thể dốc toàn bộ lực lượng của mình vào một cuộc chiến với Việt Nam. Họ phải đề phòng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, thậm chí còn phải phòng thủ biên giới với Nga. Ngay cả khi tiến hành một cuộc chiến tranh bất ngờ giống như năm 1979, Trung Quốc cũng sẽ không thể đạt được chiến thắng nhanh chóng. Nếu họ mở đầu một cuộc chiến với Việt Nam, chúng ta sẽ có nhiều lợi thế hơn, đặc biệt là với địa hình và kinh nghiệm chiến đấu đã được chúng ta tích lũy từ những thế hệ trước đây. Pháp, Mỹ và thậm chí cả chính Trung Quốc của đâu đó 40-50 năm về trước đều đã phải đối mặt với những thất bại thảm hại tại Việt Nam. Việt Nam đã chứng minh sự lão luyện của mình trong chiến tranh du kích, và việc Trung Quốc sử dụng tên lửa và máy bay chiến đấu là một chiến lược ngu ngốc và tốn kém. Nếu Trung Quốc mở đầu một cuộc chiến tranh với Việt Nam, họ sẽ nhanh chóng rơi vào một cuộc chiến tiêu hao dài ngày. Lực lượng quân đội lớn nhưng không hiệu quả sẽ đẩy Trung Quốc vào thế xa lầy và không đủ sức để đối mặt với Mỹ và các quốc gia phương Tây. Bài học từ cuộc chiến với Việt Nam năm 79 đã cho thấy rõ cách Trung Quốc đánh mất nguồn lực và nướng quân kinh khủng như thế nào, đặc biệt trong trận chiến ở Lão Sơn. Mỗi tuần Trung Quốc phải bắn gần 200.000 viên đạn pháo, nhưng họ lại mất từ 4.000 đến 8.000 binh sĩ. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc gần đây cảnh báo rằng quân đội Việt Nam sử dụng kỹ thuật chiến tranh du kích rất thông thạo và họ sẽ đánh bại Trung Quốc thông qua cuộc chiến tiêu hao từ từ cho đến khi Trung Quốc thất bại. Việc coi thường Việt Nam sẽ là một sai lầm đầy nguy hiểm. Ở hướng Biển Đông, hiện nay Việt Nam đang kiểm soát rất nhiều đảo ở ngoài khơi. Chúng ta đã xây dựng hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, được liên kết chặt chẽ với nhau. Mặc dù Trung Quốc có thể tạm thời chiếm đóng một vài khu vực nếu nổ ra giao tranh, nhưng chắc chắn họ sẽ không thể giữ được lâu. Bởi quân đội của nước này mặc dù mạnh nhưng vẫn tồn tại một số điểm yếu, cố hữu. Viện Chính sách An ninh và Phát triển tại Thụy Điển đã nhận xét rằng mặc dù Trung Quốc đang hiện đại hóa toàn quân và sở hữu một số đơn vị thuộc nhóm tinh nhuệ và được trang bị tốt nhất thế giới, nhưng vẫn tồn tại những thách thức trong tác chiến.
học thuyết và quá trình huấn luyện của họ chưa theo kịp tốc độ cải cách và phát triển của phần lớn các công nghệ vũ khí mới. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về hiệu quả của quá trình hiện đại hóa quá nhanh của quân đội Trung Quốc. Vì những lý do này, việc chiếm giữ các thành phố và hòn đảo sẽ vô cùng khó khăn đối với quân đội Trung Quốc trong trường hợp chiến tranh với Việt Nam. Trung Quốc sẽ gặp khó khăn không chỉ trong việc quản lý mặt kinh tế mà họ đã xây dựng qua hàng thập kỷ, mà còn trong việc đối diện với những lệnh trừng phạt từ Mỹ. Mỹ không phải tốt lành gì mà tình nguyện đứng về phía của Việt Nam. Thực tế, một cuộc chiến tranh như vậy sẽ tạo cơ hội cho Mỹ để giảm sức mạnh của Trung Quốc trên trường quốc tế. Hãy nhìn nước Nga bị khốn đốn thế nào trước các lệnh trừng phạt mà Mỹ và đàn em đệ tử đánh hội đồng, thì sẽ có thể tưởng tượng được Trung Quốc sẽ như thế ấy. Nền kinh tế Trung Quốc thậm chí còn có tính mở cao hơn hẳn so với Nga. Các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ dấy lên sự bất mãn trong nhân dân Trung Quốc và làn sóng phản chiến chắc chắn sẽ tăng cao, tương tự như đã xảy ra trong lịch sử Mỹ thời chiến tranh Việt Nam. Về mặt chính trị ngoại giao, một cuộc chiến tranh với Việt Nam không chỉ đe dọa vị thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn chạm đến lợi ích của toàn bộ khối phương Tây, bao gồm cả các quốc gia như Nga, Ấn Độ và các quốc gia châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc. Việt Nam đã lâu nay là một quốc gia có ảnh hưởng trong khối ASEAN, là cầu nối quan trọng đối với Liên minh châu Âu, Liên bang Nga, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hợp tác và giao thương với ASEAN mang lại lợi ích kinh tế không chỉ cho Việt Nam mà còn cho những quốc gia này. Bên cạnh đó, việc ký kết các thỏa thuận quốc phòng, mặc dù không phải là một liên minh chặt chẽ, nhưng đủ để khi chiến sự nổ ra, Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ quốc tế. Vị thế của Việt Nam hiện nay không còn yếu đuối như thập kỷ năm 80. Các quốc gia sẽ chọn Việt Nam, sẽ lựa chọn ủng hộ Việt Nam. Vì nếu Việt Nam giành chiến thắng ở Biển Đông, lợi ích kinh tế và an ninh quốc tế sẽ được đảm bảo. Việc này không chỉ đặt Trung Quốc vào tình thế khó khăn, mà còn đe dọa vị thế của họ trên trường quốc tế. Ngược lại, nếu Trung Quốc tiếp tục kiểm soát Biển Đông, các quốc gia sẽ bị Trung Quốc áp đặt. Tương tự như việc Trung Quốc đang làm với họ thông qua chiến lược vùng xám. Chiến lược vùng xám chỉ là dấu hiệu cho thấy sự bất lực của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, vì họ không thể tận dụng được sức mạnh quân sự lớn của mình để áp đảo một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam. Tóm lại, nếu chỉ so sánh đơn thuần về các số liệu trên giấy tờ, thì Trung Quốc hoàn toàn áp đảo so với Việt Nam. Tuy nhiên, khi nổ ra một cuộc chiến thật sự, thì chưa chắc những số liệu đó đã có thể chuyển đổi thành một chiến thắng dễ dàng cho Bắc Kinh. Vài chục năm trước, cường quốc quân sự số 1 thế giới là Hoa Kỳ đã từng rất tự tin vào tiềm lực của mình mà dám động tới Việt Nam. Và cái kết thì ai cũng rõ. Tiếp theo sẽ là kịch bản nào khi Trung Quốc tấn công Việt Nam? Có 3 mặt trận chính mà chúng tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ chú trọng nếu có đánh Việt Nam, bao gồm trên bộ, trên biển và trên không. Trên bộ, với việc có đường biên giới tiếp giáp dài với 6 tỉnh miền Bắc của Việt Nam, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ thực hiện một cuộc động binh lớn bằng tăng thiết giáp kết hợp với bộ binh ủi thẳng vào tuyến biên giới của ta, giống như năm 1979. Tuy nhiên, lần này chúng sẽ đáng sợ hơn gấp bội bởi sẽ có sự phối hợp với pháo binh và không quân. Hai lực lượng đã không chứng minh được điều gì nhiều trong cuộc chiến năm 1979, khi mà phòng không và pháo binh của Việt Nam được tôi luyện nhiều năm trong kháng chiến chống Mỹ đã khiến người Tàu phải e dè. Ở mặt trận này, đơn vị chịu trách nhiệm đương đầu trực tiếp với quân địch sẽ là các lực lượng thuộc Quân đoàn 1 Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ biên giới Việt-Trung, chỉ mất chưa đầy 200 km là quân Trung Quốc đã có thể tiếp cận Hà Nội. Chính vì thế, đây là một chiến trường cực kỳ quan trọng mà quân ta phải cố gắng phòng thủ. Tuy nhiên, ta hoàn toàn không thể chỉ tập trung vào mạn Bắc mà để hở sườn phía Nam. Bởi ở biên giới Tây Nam là Campuchia, đàn em thân tín đang dần rơi vào quỹ đạo kiểm soát của Bắc Kinh. Nên nhớ rằng Việt Nam đã từng khốn đốn như thế nào khi phải lưỡng đầu thọ địch, khi vừa đánh Khmer Đỏ, vừa phải chống chọi với quân bành trướng phương Bắc những năm 70-80 của thế kỷ trước. Giờ đây không còn những phi đội vận tải hùng hậu của Liên bang Xô Viết, chúng ta hoàn toàn buộc phải giữ vững được sườn phía Nam trước nguy cơ Campuchia đánh úp để phân tán lực lượng của ta, tạo lợi thế cho Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đáng mừng là lực lượng quân đội Campuchia không phải là quá mạnh so với Việt Nam, nên vì thế chúng ta cũng không cần quá lo lắng ở mặt trận này. Đó là chưa kể tại Campuchia, chính quyền của họ cũng tồn tại nhiều phe phái cạnh tranh nhau. Trong số đó có cả những nhóm ủng hộ Việt Nam. Nên nhìn nhận một cách khách quan thì lực lượng của quân đoàn 4 đứng chân ở miền Đông hoàn toàn có đủ khả năng xử đẹp kẻ nổi loạn phản bội này nếu chúng có ý định lăm le lấy lại đất tổ của người Khmer, giống như tuyên bố ngông cuồng của Pol Pot năm xưa. Ở mạn nước Lào thì có thể phần nào yên tâm bởi theo quan điểm cá nhân của chúng tôi
thì người anh em Lào là đáng tin cậy hơn rất nhiều so với Campuchia. Và cũng bởi nơi đây địa hình hiểm trở nên xác suất để Trung Quốc đầu tư cho một cuộc tấn công từ đây là rất thấp. Quân đội Lào cũng không phải là một lực lượng quá đáng ngại đối với Việt Nam, đặc biệt là nhân dân ở các khu vực Thành, Nghệ, Tĩnh vốn nổi tiếng thiện chiến và yêu nước hạng nhất. Mặt trận thứ hai mà Trung Quốc chắc chắn sẽ mở khi tấn công Việt Nam đó chính là trên biển, với trọng tâm là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bắc Kinh đã rất kiên trì trong việc bồi lấp, lấn chiếm và đổ hàng tỷ đô la Mỹ để xây dựng các thực thể nổi xung quanh Biển Đông, chính là để dành cho một cuộc tổng tiến công nhằm chiếm quyền kiểm soát khu vực giàu tài nguyên cũng như là trung tâm của vùng biển châu Á-Thái Bình Dương này. Lực lượng trú đóng của Việt Nam tại đây rất mỏng và lép vế hoàn toàn so với hạm đội hải quân hùng hậu của Trung Quốc. Vì thế dù rất buồn nhưng thành thật mà nói có lẽ Việt Nam sẽ khó mà chống đỡ nổi nếu Trung Quốc tấn công toàn lực vào khu vực Biển Đông. Nếu chúng chiếm được toàn bộ hai quần đảo thì các tỉnh ven biển của chúng ta đều sẽ bị đặt vào tầm ngắm của hải quân và không quân. Từ đây các máy bay chiến đấu, Trung Quốc xuất kích từ tàu sân bay hoàn toàn có khả năng tấn công bất ngờ, gây ra những thiệt hại lớn cho các công trình kinh tế, quân sự của Việt Nam. Tuy nhiên như đã nhắc ở đầu video, chúng ta sở hữu lực lượng pháo phòng không và tên lửa phòng thủ bờ biển đông đảo, nên Bắc Kinh cũng sẽ rất e dè nếu muốn không kích bất kỳ một mục tiêu nào trên lãnh thổ Việt Nam. Nên nhớ rằng thời chiến tranh Việt Nam, đế quốc Mỹ với lực lượng không quân áp đảo còn phải chịu tổn thất cực lớn trước phòng không Bắc Việt lạc hậu, thì Trung Quốc cũng phải nên dè chừng. Khi một cuộc chiến tranh lớn tại một khu vực nhạy cảm như thế nổ ra, chắc chắn diễn biến sẽ không chỉ đến ở mặt trận quân sự mà còn là chính trị, ngoại giao. Hãy nhìn vào cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay, người Mỹ và truyền thông phương Tây đã tích cực tuyên truyền, lôi kéo cả thế giới chống lại Nga, bao vây cấm vận khắp các lĩnh vực khiến Putin cũng phải điều đứng, thì Trung Quốc chắc chắn sẽ không thoát khỏi tình cảnh này nếu cả gan đánh Việt Nam. Bởi xét cho cùng, Trung Quốc mới chính là đối thủ lớn nhất hiện nay mà Mỹ cần phải tiêu diệt. Một cơ hội trời cho như vậy thì một kẻ đế quốc cơ hội như Mỹ sẽ không thể bỏ lỡ. Nhiều người nói rằng nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn Nga rất nhiều nên sẽ không sao, nhưng họ đã lầm. Bởi bản chất của kinh tế là tính toàn cầu, nên chỉ cần bị cách ly khỏi thế giới thì đến 10 Tập Cận Bình cũng bó tay. Nên nhớ rằng Huawei đã khốn đốn như thế nào khi bị ông Donald Trump cấm vận và các lãnh đạo Trung Quốc thừa hiểu điều đó. Việc Trung Quốc gây chiến ở châu Á cũng sẽ là cái cớ để Mỹ đem quân đến các nước đồng minh liên kề như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Điều này trực tiếp khiến cho an ninh quốc gia ở mặt Bắc và Đông của Trung Quốc sẽ bị đe dọa, khiến chúng không thể dễ dàng tung hết quân đội xuống phía Nam mà phải giữ lại một lực lượng đủ mạnh để thủ nhà. Đó là chưa kể người dân ở các khu tự trị, Tân Cương, Nội Mông luôn có thái độ bất tuân đối với chính quyền Bắc Kinh. Nên việc Mỹ hay thậm chí là Nga tìm cách kích động bạo loạn tại đây để chia rẽ Trung Quốc cũng là một khả năng có thể xảy ra. Biên giới của Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang ở tình trạng bất ổn. New Delhi hoàn toàn có khả năng sử dụng quân đội để thừa nước đục thả câu khi Trung Quốc đang xa lầy ở phía Nam. Nói tổng quát như thế để hiểu rằng Trung Quốc cùng lắm chỉ có thể dám tung 20% sức mạnh quân đội để đánh Việt Nam. Vì các lý do an ninh quốc gia, nên vì thế khả năng Việt Nam đứng vững được là cực kỳ lớn. Đó là chưa kể, một cuộc chiến nổ ra với một bên là Trung Quốc thì phe còn lại chắc chắn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ không chỉ là của đồng minh, bạn bè mà còn là từ cả các quốc gia thứ ba. Ở đây chúng tôi muốn nói đến Cuba, quốc gia thủy chung son sắt nhất với Việt Nam và sẵn sàng đổ máu để sát cánh cùng chúng ta. Bên cạnh đó cũng sẽ là nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Sự ủng hộ về mặt dư luận lớn lao như thế cũng đủ để khiến Trung Quốc phải chùn bước khi thực hiện các hoạt động quân sự tại đây. Và lý do cuối cùng, ở đại lục, chắc chắn khi nghe tin Trung Quốc tiến đánh Việt Nam, người dân nước này cũng sẽ ít nhiều không mấy hài lòng và biểu tình chắc chắn sẽ nổ ra. Không chỉ bởi Việt Nam là mảnh đất lành ít dữ nhiều với người Tàu suốt hàng ngàn năm qua, mà một điều cần lưu ý nữa là ở Trung Quốc, đa số các gia đình đều chỉ có một đứa con độc nhất, nên họ sẽ rất sợ mất con. Không có người nối dõi nếu chẳng may tử trận trong một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Vì thế, vấn đề lòng dân cũng là một trở ngại đối với Trung Quốc. Qua những tổng hợp, giả định và phân tích trên đây, chúng tôi tin rằng nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì quân đội ta hoàn toàn đủ sức để đứng vững. Không chỉ vì quân đội Việt Nam được tôi luyện qua binh lửa và có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà còn bởi các khó khăn khách quan mà Trung Quốc sẽ gặp phải nếu tiến hành một cuộc chiến phi nghĩa nhắm vào nước ta. Chắc chắn chúng sẽ bị sa lầy tương tự như năm 79 và buộc phải rút quân mà không đạt được mục đích cuối cùng.
và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Câu hỏi của video ngày hôm nay đó là: theo anh em, nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì nước Nga của Putin sẽ đứng về phía chúng ta hay sẽ bắt tay với Trung Quốc? Hãy comment ý kiến ở bên dưới để cùng thảo luận nhé. Thay mặt ekip của kênh Hồi ức thời chiến, cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video lần sau.